Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay sang ngày mai, thời tiết tại Bắc Bộ chưa có biến động, ban ngày trời nắng nhiều với mức nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Một số nơi tại Trung Du và Đồng Bằng còn trên 34 độ cho nên có cảm giác hơi oi nóng một chút. Dự báo từ chiều tối và đêm mai, khối không khí lạnh ở phía Bắc sẽ di chuyển và đẩy dịch dần rãnh mây dông gây mưa xuống. Mưa sẽ xuất hiện trước tiên là tại vùng núi. Sau đó, mưa lan rộng ra toàn miền Bắc từ ngày mùng 7. Bà con cần lưu ý với tố lốc và gió mạnh có thể xuất hiện trong cơn dông. Tại Trung Bộ, mưa chỉ ở diện vài nơi, ngày mai trời nắng, có nơi có nắng nóng, với mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 34 đến 36 độ, thậm chí một số nơi còn lên đến mức 37 độ. Lùi xuống phía Nam, mưa dông vẫn hiện diện ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều tối, tuy nhiên lượng mưa không nhiều. Ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên là từ 27 cho đến 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ. Thưa quý vị và bà con, trong nuôi trồng thủy sản, người nuôi thường dùng thuốc hoặc là hóa chất để phòng trị bệnh cho vật nuôi và môi trường. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu 6 phương pháp dùng thuốc và hóa chất thường được áp dụng để phòng trị các bệnh bên ngoài và bên trong cơ thể của động vật thủy sản. Phương pháp tắm cho động vật thủy sản, phương pháp này thì có ưu điểm là tốn ít thuốc, không ảnh hưởng đến sinh vật phù du là thức ăn của động vật thủy sản trong thủy vực. Phương pháp này thường thích hợp vào lúc chuyển cá tôm từ ao này qua ao nuôi khác, vận chuyển đi xa hoặc là con giống trước khi thả nuôi thương phẩm. Khi áp dụng phương pháp này thì bà con thu gom động vật thủy sản vào trong một bể có thể tích nhỏ, pha thuốc hoặc là hóa chất có nồng độ cao, tắm nhanh cho động vật thủy sản để trị các sinh vật gây bệnh bên ngoài cơ thể. Phương pháp phun thuốc xuống ao, phương pháp này tuy tốn thuốc nhưng mà tiện lợi, dễ tiến hành, trị bệnh kịp thời. Thuốc dùng tương tự như là tắm nhưng nồng độ giảm đi 10 lần. Bà con có thể dùng thuốc phun trực tiếp xuống ao nuôi động vật thủy sản với nồng độ thuốc thấp, song thời gian tác dụng của thuốc dài. Tiếp theo là phương pháp treo túi thuốc, túi vôi. Quanh dàn cho tôm cá ăn thì bà con treo các túi thuốc hoặc là vôi để tạo ra khu vực sát trùng có thể diệt trừ các sinh vật gây bệnh, ký sinh bên ngoài cơ thể động vật thủy sản. Phương pháp treo túi thuốc thích hợp để phòng bệnh cho động vật thủy sản và trị bệnh lúc mới phát sinh, thường được áp dụng cho những ao nuôi cá có tập tính ăn quần đàn. Phương pháp thứ tư, bà con có thể dùng thuốc bôi trực tiếp lên cơ thể của thủy sản. Động vật thủy sản bị nhiễm một số bệnh ngoài cơ thể thường dùng thuốc có nồng độ cao bôi trực tiếp vào vết loét để giết chết sinh vật gây bệnh như là bệnh đốm đỏ, bệnh lở loét, bệnh do trùng mỏ neo, giun tròn ký sinh. Phương pháp này có thể dùng lúc đánh bắt cá bố mẹ để kiểm tra hay là cho đẻ hoặc là phòng trị bệnh lở loét, nhiễm trùng cho ba. Phương pháp trộn thuốc vào thức ăn. Đây là phương pháp phổ biến thường dùng trong nuôi trồng thủy sản. Phương pháp này dùng trị các bệnh do các sinh vật ký sinh bên trong cơ thể động vật thủy sản. Bà con dùng thuốc kháng sinh, vitamin, khoáng vi lượng, chế phẩm sinh học trộn vào thức ăn, sau đó thì cho động vật thủy sản ăn theo các liều lượng. Phương pháp cuối cùng là tiêm thuốc cho động vật thủy sản. Bà con dùng thuốc tiêm trực tiếp vào xoang bụng hoặc là cơ của cá và các động vật thủy sản kích thước lớn. Phương pháp này liều lượng chính xác, thuốc hấp thụ dễ cho nên tác dụng nhanh và biện pháp này thường dùng để chữa bệnh cho cá bố mẹ hay những lúc cá bị bệnh nặng mà số lượng cá bị bệnh nặng không nhiều hay một số giống loài động vật thủy sản quý hiếm. Tiếp nối bản tin, xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, độ ẩm từ 83 đến 87%. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất biến đổi từ 31 đến 34 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 84%. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 82%. Chuyển sang các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ, độ ẩm từ 87 đến 94%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 84 đến 90%. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.